Xin chào mọi người. Bây giờ tụi mình đang đứng trước cái cửa tiệm đầu tiên suy nghĩ ra cái trà sữa trân châu ở Đài Loan và trên khắp thế giới luôn. Đây là cửa hàng đầu tiên có từ năm 1983. Chúng sẽ sẵn đó. Rồi mình vô uống thử đi mọi người. So the sunset's over there, you can see, I can show you guys, but here's the line of people taking pictures of the sun. I'm mesmerized by your eyes. I'm so happy, I can't lie. I'm mesmerized by your eyes.